Vụ mìn nổ 2 người thương vong, bắt thêm 2 người nước ngoài. Liên quan đến vụ mìn nổ khi thi công hầm thủy điện khiến 2 người thương vong, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 3 người, trong đó có 2 người nước ngoài. Ngày 17 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ quy định tại khoản 2 điều 305 Bộ luật hình sự. Trong đó, Sùng Xô Xín, sinh năm 1996, trú xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, là người trực tiếp nhận thuốc nổ do Tạ Quốc Dân chỉ đạo Hà Đình Tuyên giao cho đưa vào sử dụng tại hầm số 3, thủy điện Nậm Cấu, tỉnh Lai Châu. Cảng An Dinh Dun, Tiềm Anh Quân, sinh năm 1968, chú xã Hồ Nguyên, huyện Tân Vân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là người nhận thi công từ công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung Lê Thanh, sau đó thuê lao động thi công sử dụng vật liệu nổ đào hầm số 2, số 3 thủy điện Nậm Cấu. Chen Jigang, Trần Tử Cường, sinh năm 1971, chú xã Hồ Nguyên, huyện Tân Vân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là người được Tiềm Anh Quân giao quản lý tổ công nhân sử dụng vật liệu nổ đào hầm số 2, số 3 thủy điện Nậm Cấu. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Quốc Dân, sinh năm 1965, trú xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội, và Hà Đình Tuyên, sinh năm 2000, trú xã Hòa Mạc, Văn Bàn, Lào Cai, về hành vi vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Như báo Người Lao Động đã đưa tin, công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Thành nhận thầu thi công 5 hạng mục hầm của dự án thủy điện Nậm Cấu do công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư. Giám đốc công ty Duy Thành đã bổ nhiệm, phân công Tạ Quốc Dân làm phó giám đốc, trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình thủy điện. Trong quá trình thi công dự án, Dân thường xuyên yêu cầu Hà Đình Tuyên là thủ kho cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân. Mặc dù biết việc mình làm là vi phạm pháp luật, nhưng Tuyên vẫn nghe lời Dân làm trái quy định. Ngày 9 tháng 8, Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144 kg thuốc nổ cùng 120 kíp vizai cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3. Công trình thủy điện Nậm Cấu dẫn tới sự cố tai nạn, mìn nổ làm 2 công nhân bị thương vong. Sau khi xảy ra vụ việc, Dân đã chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, dặn các công nhân khi công an hỏi sẽ khai ông Chen Z, 55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị sét đánh chết. Đồng thời, Dân báo tin với công an huyện Mường Tè công trường xảy ra vụ sét đánh làm một người chết. Ngoài ra, Dân còn chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác điều tra. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.